Vâng, xin chào các bác đến với kênh chiếc xe đạp. Hôm nay em xin giới thiệu các bác chiếc xe đạp của hãng Gian OCR 5300. Bây giờ xin đánh giá tổng thể chiếc xe. Xe có màu sắc vàng đen, rất nổi bật. Hãng Gian thì là tên tuổi rồi, khá là nổi tiếng. Dòng này trang bị dây âm sườn. Đây có thấy đấy, dây âm sườn này có thấy rõ chưa? Lớp sơn còn vẫn còn đẹp, khá là mới nhá. Xe size S, phù hợp với các bác cao 1m6 đến 1m73. Đây là xe bị bụi cho các bác nhìn rõ này. Đây cũng biết bụi này, em lau đi này. Đấy, đây là cái ni lông của nó rắn lắm nhá. Đây là cái ni lông này, lớp ni lông này. Xe mới về đâu mà bụi vẫn còn trên xe, em chưa có thời gian để vệ sinh. Xe được trang bị bộ chuyển động tay lắc Claris 8 tốc độ, 8 lít. Đây, cổ, cốt, cũng là cỏ Gian luôn này. Vẫn còn khá là mới. Chủ cũ đi xe này rất là giữ gìn xe, chắc là đi dạo phố thôi. Đâm chiếc xe này gần như là mới. Để các bác nhìn bóng chưa? Đấy, đây là thông số mã vạch của xe này. Trên càng nhôm, khung nhôm. Vành của Gian luôn, chính hãng Gian. Lốp chính hãng Gian 700 x 25C. Xe này trang bộ không gian. Cọc yên của Gian này và yên Gian luôn, mới mắt nhìn rõ. Xe được trang bị với phanh ba mảnh, bộ chuyển động Claris Shimano. May cũng của Gian luôn nha các bác nhé. Xe chạy rất bon,
và Yên Bái. Gạt đĩa Grabit, nguyên bộ Grabit, Grabit luôn. Vâng, em vừa đánh giá xong tổng thể chi tiết chiếc xe Gian OCR 5300 có giá là 8,5 triệu bao ship toàn quốc. Các bác nào quan tâm thì xin liên hệ với em, nhắn tin qua Zalo 0975 709 943 và lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, đăng ký và theo dõi kênh cập nhật xe bên em, cập nhật thường xuyên hàng ngày. Vâng, em cảm ơn các bác. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến chiếc xe đạp mà em vừa giới thiệu thì cái giá bán em đã đề dưới cái tiêu đề của cái video. Giá bán là công khai và trong giá bán thì em sẽ bao ship toàn quốc cho các bác, bảo hành về đồ đạp cho các bác 1 năm. Nếu như mà các bác ở Hải Phòng thì qua em sửa miễn phí, còn nếu như các bác ở tỉnh xa thì em sẽ gửi phụ tùng phụ kiện về và em có hướng dẫn sửa chữa qua các cái video em đã làm sẵn. Và như các bác biết ấy, thì là em bán xe đạp cũ, cho nên là những cái xe mà em vừa giới thiệu đấy thì trong những cái thời gian mà rất là lâu thì em mới mua được một chiếc xe đẹp như vậy và hiếm như vậy. Thì nếu mà các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ ngay với em và tiến hành đặt cọc hoặc trả hết tiền để sở hữu ngay chiếc xe. Em đã, đây không phải là em nói sai sự thật, và đã có rất là nhiều khách phải tiếc nuối và phải đợi rất là lâu mới có chiếc xe như họ mong muốn, hoặc là các bác khách đó là phải lấy những cái chiếc xe khác mà không được ưng ý, chỉ 8/10 so với những cái chiếc xe mà các bác đã được xem trước nhưng mà không tiến hành sở hữu em đó ngay, cho nên là rất là tiếc nuối. Thì em là em bán đồ cũ cho nên số lượng chiếc xe chỉ có 1 chiếc, và được những cái chiếc đẹp như này thì em phải tuyển lựa rất là nhiều ở những cái bãi xe ở bên nước ngoài, sau đó là tiến hành gửi máy bay về, cho nên là để mà có những cái chiếc xe đẹp mà em vừa trình bày như lúc nãy thì rất là hiếm, và các bác muốn sở hữu em xe này thì liên hệ ngay Zalo với em và để sở hữu em đó. Và ngoài ra nếu như mà dành cho các bác nào mà ở tỉnh xa thì các bác có thể mua xe của em qua một số hình thức sau. Đó là một, các bác có thể bắt xe khách hoặc là lái xe riêng đi đến Hải Phòng và tới nhà em mua. Hai là các bác có thể chuyển cọc thấp nhất là 500.000, thì em sẽ tiến hành ship qua cái dịch vụ của bưu điện, thì bưu điện sẽ chuyển tới nhà các bác và người bưu tá sẽ thu lốt số tiền còn lại. Khi mà các bác có chiếc xe đã đến cửa nhà các bác thì các bác được quyền mở hộp xe đạp ra kiểm tra xem có đúng xe ở trên video hay là ở trên Zalo mà các bác đã thỏa thuận với em trước khi mua không, và các bác giả lốt số tiền còn lại cho người bưu tá. Và cách thứ ba là các bác sẽ chuyển hết tiền, thì em sẽ có những cái món quà dành cho các bác chuyển hết tiền, đó là em sẽ tặng full phụ kiện của em dành cho các bác chuyển hết tiền ở tỉnh xa để mua xe, gồm có full phụ kiện, gồm có chắn bùn, một số những cái giỏ phụ kiện đây em cứ mua sẵn để em dành tặng các bác chuyển hết tiền để mua xe ở tỉnh xa. Chắn bùn, túi để đồ, khóa dây, đèn nháy, chuông, thì tùy theo có những cái xe lắp được cái này, không lắp được cái kia, giá bình nước và một số thứ khác thì tùy theo, có thể là xe lắp được chiếc này không lắp được chiếc kia, thì các bác có thể nhắn tin Zalo với em để em có thể tư vấn được những cái phụ kiện lắp thêm khi các bác thanh toán theo hình thức là chuyển khoản 100%. Về uy tín của em thì
thì các bác có thể vào Facebook tìm Kiên Xe Đạp để em có một cái album tất cả những cái khách hàng đã mua xe của em. Cũng dạo gần đây thôi em mới tạo cái album này, còn trước kia em bán cũng rất nhiều khách hàng nhưng mà em không có lưu lại. Thì các bác có thể tham khảo thêm về cái uy tín của Kiên Xe Đạp. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến những cái chiếc xe đạp mới, bởi vì xe đạp của bên em thì bán rất là nhiều, một tháng doanh số của bọn em có thể lên đến khoảng trên dưới 100 chiếc xe, thì các bác muốn tham khảo những cái chiếc xe mới về liên tục, cập nhật liên tục, thì các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp ở trên Facebook và ấn kết bạn với em. Ở trên YouTube các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh. Ngoài ra em còn bán đồng hồ đeo tay Nhật Bãi, Thụy Sĩ, Nga. Nếu mà các bác quan tâm thì hãy lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ để mà xem những cái mẫu đồng hồ đó. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.